hé lộ bí mật động trời về vận mệnh tuổi Giáp Dần 1974, sau 50 tuổi tiền bạc un kéo về phát lên làm đại gia cực giàu có. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, Giáp Dần là một con giáp khổ trước sướng sau chính hiệu. Từ 50 tuổi đổ về trước, bao nhiêu khó khăn khổ sở vất vả của cuộc đời này đều đổ lên đôi vai của tuổi Giáp Dần. Cơm chẳng đủ ăn, tiền chẳng đủ sống, chưa dám nói gì đến an nhàn sung túc. Nhưng nếu bản mệnh đang hữu duyên với video này thì đừng vội nản chí nhé. Bởi sau 50 tuổi, thầy tử vi dự báo sẽ có một thiên mệnh dành cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, vận trình của bản mệnh. Lúc này gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, từ nay trở đi bản mệnh sẽ trở thành con giáp giàu có ở tuổi 50. Vừa nhàn hạ lại may mắn trăm bề, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, thay vào đó là sự sung túc đủ đầy tiền vàng ngập két, 10 phân vẹn 10. Vậy để biết được vận trình cụ thể tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý vị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay dưới đây của Phú Quý Phát Tài nhé! Người tuổi Giáp Dần mạnh mẽ, không sợ hãi, luôn can đảm đối mặt với mọi vấn đề. Ngoài ra, họ còn là người nghiêm túc, có quan điểm đạo đức rõ ràng, nên không chấp nhận được nhiều điều bất chính cũng như nhất quyết không làm những điều trái với suy nghĩ của bản thân. Chính vì thế mà người tuổi Giáp Dần nhận được sự kính trọng của mọi người xung quanh. Kiên định, họ có một niềm tin mãnh liệt, một khi đã quyết định làm điều gì đó thì sẽ cố gắng thực hiện đến cùng. Do đó mà họ cực kỳ ghét việc bỏ giữa chừng, dù có vất vả đến đâu cũng sẽ nỗ lực để có thể hoàn thành được kế hoạch. Nhờ vào điều này mà người tuổi Hổ thường thành công, tuy nhiên trong quá trình đến thành công này không ít người gặp phải xung đột với người khác hay chính bản thân bị thiệt hại. Giàu cảm xúc và lãng mạn, bên cạnh một tinh thần nghĩa hiệp, niềm tin mạnh mẽ thì người tuổi Giáp Dần có trái tim giàu cảm xúc. Khi đã tìm ra điều mình thích thì người tuổi Giáp Dần luôn dành đam mê cực lớn cho nó, dù là cuộc sống hay công việc. Trong tình yêu, họ là người lãng mạn, thậm chí đôi khi thái quá làm cho đối phương cảm thấy nặng nề. Thích hành động đơn lẻ, họ không phải là người giỏi làm việc theo nhóm, tập thể. Tuy nhiên không phải vì thế mà người tuổi Giáp Dần trở nên đơn độc. Nếu như phù hợp với sở thích của bản thân thì người tuổi Giáp Dần vẫn luôn tích cực trong việc hòa nhập với hội nhóm. Người tạo ra không khí. Như đã nói ở trên, khi đã làm việc với đội nhóm thì người tuổi Giáp Dần rất tích cực. Họ thường làm tốt vai trò của người tạo nên bầu không khí. Họ giỏi trong việc nâng cao tinh thần cho mọi người hay làm cho người khác cười. Yêu thích thử thách. Giàu tinh thần thử thách là một ưu điểm của người tuổi Hổ. Khi đã có hứng thú nhất định với điều gì đó thì họ luôn tích cực tìm hiểu, học hỏi. Dù có thất bại cũng không làm họ nản lòng. Có chủ nghĩa hoàn hảo, người tuổi Giáp Dần thường là người cầu toàn, họ không thể nào yên tâm nếu như mọi thứ không được làm theo đúng suy nghĩ của mình. Nó cũng bắt nguồn từ chính sự đam mê kiên định, yêu thích thử thách và luôn tích cực học hỏi trau dồi. Thiếu sự điềm tĩnh, do luôn giàu cảm xúc và năng lượng mà người tuổi Hổ có phần thiếu sự điềm tĩnh, vì vậy nhiều khi họ hành động theo cảm xúc mà quên suy nghĩ trước sau. Chính vì thế mà họ cũng không giỏi trong việc dừng lại một chút để suy nghĩ, cũng như ít có thói quen lắng nghe lời khuyên của những người xung quanh. Đặc điểm này nhiều khi mang đến nhiều xung đột, mâu thuẫn giữa người tuổi Hổ với người khác. Đôi khi nói quá, ở một người tự tin, nói được làm được như người tuổi Giáp Dần, đôi khi họ có phần hơi khoác lác. Điều này xuất phát từ đặc điểm, thích giành được sự chú ý của mọi người xung quanh. Do đó, người tuổi Giáp Dần đôi khi gặp phải rắc rối không đáng có từ lời ăn tiếng nói của mình. Số 10, lo lắng cũng chỉ một mình. Thực tế, người tuổi Hổ có phần dễ bị tổn thương, căng thẳng và có xu hướng lo lắng nhưng cũng không chia sẻ với ai. Thêm vào đó, họ lại không chấp nhận điểm này nên càng tỏ ra là mình mạnh mẽ, do đó càng trở nên mệt mỏi, nặng nề hơn. Nam mạng, xem tử vi thấy rằng cuộc đời của người tuổi Giáp Dần thường gặp nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ, giúp đỡ mỗi khi khó khăn, hoạn nạn. Tuổi thơ dù không được sung sướng, đầy đủ như bao đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải chịu khó khăn vất vả. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp, tuổi Giáp Dần có mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu mến, kính nể.
họ có thể dễ dàng đạt được thành công mà không phải trải qua những gian nan thử thách. Nếu mạng, phụ nữ tuổi Giáp Dần từ nhỏ đã không được may mắn về tình cảm, cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ không được may mắn như những tuổi khác. Tuy nhiên, trong công việc cũng như sự nghiệp thì có nhiều điểm sáng và khá thành công. Bước sang tuổi trung niên có vận may về tài lộc, của cải tích trữ nhiều, cuộc sống êm ấm hạnh phúc, về già được hưởng phúc từ con cháu. Tổng kết, nữ Giáp Dần lúc nhỏ phải chịu nhiều vất vả nhưng lớn lên tình duyên lại khá tốt, có vận may về tài chính, cuối đời được hưởng phúc lộc. Theo tử vi tuổi Dần, những người này hưởng tuổi thọ từ 68 đến 78 tuổi. Nếu sống thân thiện, hiền lành, tích nhiều phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm tuổi thọ. Về công danh sự nghiệp, con giáp này làm việc tích cực, nhiệt tình, có trách nhiệm. Họ rất ham học hỏi, cũng rất tự tin vào khả năng của bản thân, dũng cảm đón nhận những ý tưởng mới, quyết đoán và dứt khoát. Họ thích đón nhận những thách thức của cuộc đời, không e sợ trước cường quyền. Đã xác định mục tiêu thì sẵn sàng chịu khó chịu khổ để đạt được thành công. Tài lộc và công việc, sự nghiệp của một người có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có cơ hội thăng tiến hay không, phải làm sao mới được cấp trên cân nhắc, nắm bắt được cơ hội thăng chức tăng lương như thế nào. Liệu có bị tiểu nhân lợi dụng ngáng đường? Đây là những vấn đề không của riêng ai, không chỉ những người theo nghiệp quan chức, mà những người theo con đường khác như nhân viên hành chính, công nhân, người làm ăn kinh doanh đều rất quan tâm. Những người sinh năm Hổ hợp với công việc có tính cạnh tranh, trong môi trường biến đổi nhanh chóng và náo nhiệt, họ lại càng có khả năng thể hiện phản ứng linh hoạt và khả năng phán đoán hơn người của mình. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Người tuổi Giáp Dần có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp. Họ luôn đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi. Những thách thức vừa phải sẽ khiến họ có thể có thêm động lực đi đến thành công. Nam mạng, tuổi hợp làm ăn, tuổi Giáp Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Giáp Dần, Canh Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Đại Kỵ, chọn tuổi phù hợp trong làm ăn hay kết duyên giúp chúng ta tăng thêm may mắn cho bản thân mình. Nam mạng tuổi Giáp Dần không nên kết hợp với tuổi Tân Sửu, Kỷ Dậu, Kỷ Tỵ, Ất Mão, Đinh Tỵ. Bởi đó là những tuổi Đại Kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Giáp Dần là những người cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì trong công việc. Không có bất kỳ khó khăn nào khuất phục được họ. Tuy nhiên, để công việc diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, những người tuổi này nên xuất hành vào giờ lẻ, tháng lẻ. Nữ mạng, tuổi hợp làm ăn. Nếu trong công việc, sự nghiệp mà nữ Giáp Dần muốn tìm một vài người để hợp tác làm ăn, thì theo tử vi số mệnh những con giáp sau đây sẽ rất phù hợp đem lại nhiều may mắn về tiền bạc, giúp các vụ làm ăn thành công tốt đẹp. Đó là Giáp Dần, Mậu Ngọ và Canh Thân. Những con giáp này có thể được coi là quý nhân của nữ giới tuổi Giáp Dần. Họ sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp như ý muốn đến với bạn. Tuổi Đại Kỵ, nếu có hợp tác đầu tư, làm ăn, kinh doanh thì nên tránh các tuổi sau. Đó là Ất Mão, Đinh Tỵ, Tân Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Dậu. Các tuổi trên xung khắc với nữ tuổi Giáp Dần nên nếu hợp tác đầu tư sẽ đem đến sự không thuận lợi và kém may mắn. Cũng không nên kết hôn với các tuổi này bởi sẽ khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn, cuộc sống vất vả. Nhưng nếu đã lỡ phải lòng nhau rồi thì cách tốt nhất để vẹn toàn đôi bên đó chính là làm việc thiện, tu tâm tích đức, chú trọng làm ăn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, chọn ngày giờ để xuất hành cũng là một việc làm rất ý nghĩa và quan trọng. Nữ tuổi Giáp Dần khi ra ngoài làm ăn buôn bán, khai trương cửa hàng hay đầu tư kinh doanh thì nên chọn giờ chắn, ngày chắn, tháng chắn thì sẽ rất thuận lợi và có nhiều may mắn. Tài lộc, kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Giáp Dần khẳng khái chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt,
Chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc không lo cơm áo. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền. Các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh cách tuổi Giáp Dần đã có số vượng tài. Tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền, hậu vận kinh tế dần khấm khá. Bản thân mệnh cách tuổi Giáp Dần đã có số vượng tài, đặc biệt sau 50 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều phần đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi, nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Giáp Dần nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Giáp Dần sẽ đối mặt với nhiều khó khăn áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn, trong gian khó bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Tình cảm, khi còn trẻ, người tuổi Giáp Dần có đời sống tình cảm phong phú, thích phiêu lưu trong chuyện tình ái. Họ sở hữu sức quyến rũ mãnh liệt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vận đào hoa của người tuổi này khá tốt, vì có nét duyên ngầm nên vẫn có nhiều người thầm thương trộm nhớ và theo đuổi họ một cách nhiệt tình. Trong tình yêu, người tuổi Giáp Dần sẽ thể hiện thái độ yêu ghét rõ ràng. Họ thích chinh phục đối phương bằng những hành động sôi nổi, nhiệt tình. Mối tình của họ luôn lãng mạn và nồng nhiệt, khiến đối phương phải mê đắm. Ngoài ra, họ cũng sẵn lòng tỏ ra khoan dung cho những lỗi lầm của người yêu. Tóm lại, người tuổi Giáp Dần luôn là được đánh giá là một người tình hoàn hảo đầy thú vị. Tình yêu và hôn nhân của người tuổi Giáp Dần đều diễn ra không mấy thuận lợi. Nhiều cuộc tình của họ dù luôn thắm thiết, cháy bỏng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải kết thúc trong đau thương. Quan niệm dân gian cho rằng người tuổi Giáp Dần cao số nên lận đận chuyện tình duyên. Trên thực tế, phần lớn các mối tình tan vỡ với nguyên nhân là do tính cách thất thường và chính kiến quá mạnh mẽ của người tuổi Giáp Dần. Thêm vào đó, họ thường hay tỏ ra ghen tuông và thích chiếm hữu nên khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt. Để sớm tìm được hạnh phúc cho đời mình, những người tuổi Giáp Dần cần phải biết cách khắc chế tâm tình bất định của bản thân. Đồng thời, họ cũng phải tôn trọng sự riêng tư cá nhân của người yêu thì mối tình mới có thể duy trì lâu bền. Sau khi kết hôn, người tuổi Giáp Dần sẽ tỏ ra quan tâm chăm sóc tận tình với người bạn đời. Thỉnh thoảng họ vẫn tỏ ra gia trưởng, nhất quyết làm theo ý muốn của bản thân. Thế nhưng bản chất của họ là sự lương thiện nên chỉ cần được xoa dịu thì họ vẫn nhanh chóng nguôi giận. Nữ giới tuổi Giáp Dần luôn mong ước bản thân sẽ trải qua một mối tình lãng mạn, ngọt ngào như trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu. Họ thích lưu giữ và luôn tỏ ra trân trọng những giây phút ấm áp bên người yêu. Tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của cô nàng tuổi Giáp Dần khiến tình yêu luôn tràn đầy sự mới mẻ. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Giáp Dần dễ bị khống chế bởi sự ghen tuông, bản năng muốn chiếm hữu đối phương. Nét tính cách này khiến cho người yêu của họ cảm thấy khó chịu hay thậm chí là sợ hãi. Nếu không sớm khắc phục những nhược điểm này, họ sẽ khó tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình. Vốn là con người năng động, phụ nữ tuổi Giáp Dần mong ước có một cuộc sống hôn nhân sôi động. Chính vì thế, họ sẽ tỏ ra chán ghét sự đơn điệu nhạt nhẽo trong gia đình. Phụ nữ tuổi Giáp Dần không thể chịu đựng được sự cô đơn, nên họ luôn mong chồng mình sẽ hết mực yêu thương, âu yếm họ như những ngày đầu mới yêu nhau. Họ
họ sẵn lòng quán xuyến mọi công việc trong nhà để người chồng có thể tập trung vào sự nghiệp. Đôi khi phụ nữ tuổi Giáp Dần sẽ tỏ ra chuyên chế, khắt khe với mọi người trong gia đình. Để cuộc sống gia đình trở nên thân thiết, gần gũi, họ phải tỏ ra khoan dung hơn. Nam giới tuổi Giáp Dần sở hữu cái tôi lớn nên họ không thích bị chi phối trong tình yêu. Ngược lại, họ muốn chủ động chinh phục để người con gái họ yêu hoàn toàn lệ thuộc vào họ. Họ rất hào phóng trước những yêu cầu của người yêu. Nam giới tuổi Giáp Dần không phù hợp với những người có tính tự lập cao, mà chỉ thích những cô gái ngoan ngoãn, ngây thơ. Ngay cả sau khi kết hôn, đàn ông tuổi Giáp Dần vẫn hết mực cưng chiều vợ con. Tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra gia trưởng, luôn đòi hỏi vợ phải nhẫn nhịn trước tính khí nóng nảy của mình. Cuộc sống hôn nhân của nam giới tuổi Giáp Dần sẽ nhanh chóng tan vỡ nếu họ không học được cách cảm thông và lắng nghe ý kiến của vợ. Nam mạng. Nam mạng tuổi Giáp Dần là những người có cung tình duyên may mắn, thuận lợi. Dù được nhiều người theo đuổi, để ý, nhưng họ ít khi rung động trước bất kỳ người nào. Đối với Giáp Dần, tình yêu đích thực phải dựa trên sự gắn bó, tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Nữ mạng, tuổi Giáp Dần sinh vào các tháng 4, tháng 9 và tháng 12 âm lịch, thì tình duyên phải trải qua nhiều thử thách đắng cay mới có được hạnh phúc. Nếu vẫn cố gắng vượt qua những khó khăn và tin tưởng vào tình yêu, thì đến lần tình duyên thứ 3, họ nhất định sẽ có được niềm vui trọn vẹn. Sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch, thì nữ mạng tuổi Giáp Dần trong tình yêu gặp phải nhiều khó khăn. Sau kết hôn, cuộc sống có đôi phần vất vả, nhưng nếu cố gắng làm ăn thì vận may sẽ tới. Còn sinh vào các tháng 3, tháng 4, tháng 6 và tháng 11 âm lịch, phụ nữ tuổi Giáp Dần sẽ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn. Người chồng hết mực yêu thương vợ, gia đình hòa thuận, con cái hiếu thảo. Sức khỏe. Người tuổi Giáp Dần sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu, chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Giáp Dần lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng. Vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên người tuổi Giáp Dần. 1. Tuổi Giáp Dần gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Giáp Dần thấy rằng năm Tý không phải là khoảng thời gian thuận lợi đối với người tuổi Giáp Dần. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra đòi hỏi bản mệnh phải tập trung cho công việc, tránh để lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tài lộc cũng không vượng, thậm chí có thể gặp phải họa phá tài bất cứ lúc nào. Vì thế cần hạn chế tranh chấp, cạnh tranh, cần phải nắm chắc lợi thế của mình. 2. Tuổi Giáp Dần gặp năm Sửu. Năm này bản mệnh có cơ hội đón được nhiều tin vui, cần nắm chắc cơ hội, chớ nhường vào tay kẻ khác. Đầu năm có thể sự cố sẽ xảy ra, song nếu khắc phục được thì vận trình từ đó hanh thông. Trong năm bản mệnh có thể mắc chứng đau đầu nhưng không đáng ngại, có thể tự làm lành bệnh. 3. Tuổi Giáp Dần gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Giáp Dần, trong năm bản mệnh sẽ gặp phải nhiều trở ngại như kinh doanh khó khăn, công danh khó cầu, chìm nổi bất định. Thời điểm này, bản mệnh cần phải tự tìm cho mình động lực để vươn lên, gặp rắc rối chớ nản chí, kẻo cuối cùng công sức từ trước đến nay đổ sông đổ bể. 4. Tuổi Giáp Dần gặp năm Mão. Năm này có cát tinh chiếu mệnh nên tai họa được giảm bớt. Bản mệnh cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, trở nên tham lam kẻo cuối cùng tự rước lấy rắc rối. Khi gặp chuyện không như ý, bạn cũng chớ nên bi quan, tinh thần tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. 5. Tuổi Giáp Dần gặp năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này hung vận lấn át cát vận, vận trình lên xuống thất thường, tài vận không hanh thông, làm việc gì cũng khó. Trong năm, bản mệnh nên chuyên tâm với công việc của mình, chớ vội đưa ra những quyết định lớn, hành xử thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. 6. Tuổi Giáp Dần gặp năm Tỵ. Vận trình của người tuổi Giáp Dần thiên về ổn định trong năm này. Tuy bạn là người có tài năng, có năng lực nhưng chưa chắc đã gặp được cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Trong quá trình làm ăn, cần tìm hiểu kỹ đối tác để tránh vướng phải rắc rối về sau. 7. Tuổi Giáp Dần gặp năm Ngọ. Năm này vận trình hanh thông, con giáp này có cơ hội bước sang trang mới của cuộc đời khi sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước. Trong thời điểm thuận lợi, bản mệnh nên chủ động và quyết đoán hơn trong việc đầu tư để thu về lợi lộc. Song phương diện kết giao cần chú ý, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu bị lợi dụng tiền bạc. Xem thêm 12 con giáp mua nhà năm nào được tuổi. 8.
tuổi Giáp Dần gặp năm Mùi. Năm này tài lộc có thất thoát nhưng không đáng ngại. Bệnh tật tuy có nhưng là bệnh vặt, chỉ cần chú ý giữ gìn thì sẽ tự khỏi. Thời điểm này nếu chủ động bôn ba, cả tình duyên và sự nghiệp đều có bước phát triển tích cực. Hãy chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao, thêm bạn bớt thù, như vậy thì sẽ dễ được quý nhân nâng đỡ. 9. Tuổi Giáp Dần gặp năm Thân. Người tuổi Thân cần xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong năm này. Đầu năm do có họa tiểu nhân rình rập nên bản mệnh làm gì cũng cần cẩn thận. Giữa năm nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh phải bôn ba vất vả. Cuối năm tuy tài lộc có khởi sắc nhưng bản mệnh cũng phải lao lực cố gắng nhiều. 10. Tuổi Giáp Dần gặp năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Giáp Dần, năm Dậu có các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh hành sự hanh thông, cả sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kinh ngạc. Tuy nhiên con giáp này chớ nên lơ là hoặc kiêu ngạo, kẻo kẻ xấu có thể nhân cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, khiến thành tích bấy lâu nay thành công cốc. 11. Tuổi Giáp Dần gặp năm Tuất. Người tuổi Giáp Dần sẽ gặp được nhiều như ý muốn trong năm Tuất. Nếu tích cực ra ngoài, không ngại vất vả thì ắt kiếm được tiền bạc và công danh. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên cố gắng quá sức. Khi ra ngoài cần tránh vướng chuyện thị phi, khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh thì sẽ được hưởng lợi. 12. Tuổi Giáp Dần gặp năm Hợi. Vận trình năm Hợi không mấy tốt đẹp, bản mệnh cần tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng. Không nên nóng nảy hành xử theo cảm xúc nhất thời. Việc cầu tài cầu phúc cần hết sức thận trọng, không nên chạy theo xu hướng thị trường. Chú ý phát triển thế mạnh của mình. Tử vi người tuổi Dần qua tháng sinh chuẩn xác. 1. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết Tân Xuân, vạn tượng canh tân, long trầu hổ phục. Khí thế ngất trời, người tuổi Dần sinh tháng Giêng gia vận hưng phát, phú quý cát tường, con hiền cháu thảo. Trong các tháng trong năm, tháng 1 âm lịch trùng với thời điểm Tết đến xuân về, nên người tuổi Dần sinh vào thời điểm này cũng có tính cách chính trực, lương thiện, có ý chí kiên định vững vàng, gia đạo an yên, hưng vượng vô cùng. Từ khi sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, bản mệnh có số thăng quan phát tài, thông minh tài giỏi, ở trên vạn người không phải chịu sự quản thúc của người khác. Con cái có hiếu, tương lai rộng mở, người này được trưởng bối yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, có con đường phát triển hanh thông vượng phát. Có thể nói, người cầm tinh con hổ mà sinh tháng Giêng thì quả là tháng sinh đại cát của người tuổi Dần. Vừa sinh ra đã được hưởng phúc khí kéo dài cho đến hết cuộc đời. 2. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, là thời điểm xuất lực, dụng võ, thể hiện sức mạnh cá nhân. Người tuổi Giáp Dần sinh vào tháng 2 âm lịch, tài trí hơn người, dụng mưu như thần, việc gì đã quyết thì tất sẽ thành, có tài kinh bang tế thế, có thể thống lĩnh đại quân, lãnh đạo vạn người. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần theo tháng sinh âm lịch trùng vào tiết kinh chập vô cùng tốt đẹp. Tài năng xuất chúng, họ có thể làm nên đại nghiệp kinh thiên động địa, vừa có đức lại vừa có tài, vừa có trí lại vừa có dũng, vừa có trung lại vừa có hiếu, quả thực không thể có điều gì khiến cho người này lùi bước. Họ có khả năng trở thành lãnh đạo, là tấm gương để người người noi theo, được kính nể và ngưỡng mộ, cũng được yêu quý rất nhiều. 3. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch cũng trùng với tiết Thanh Minh, trời đất giao hòa, chịu ơn mưa móc. Người tuổi Giáp Dần được hưởng lộc đất trời nên có khí thế xung thiên, lập nên nhiều công trạng, hoàn lộ hanh thông trong người ngưỡng vọng. Người này tiền vận không được tốt cho lắm. Từ sau tuổi trung niên thì điểm khởi phát không có gì có thể ngăn cản được, thăng tiến nhanh như vũ bão, khí thế hiếm người bì kịp. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng này, trời sinh thông minh đính hổ, dù làm bất kỳ việc gì cũng đạt được thành tích cao đến bất ngờ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, có địa vị cao trong xã hội. 4. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, thời tiết nóng bức, song cây cối lại sum suê tươi tốt. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng này được hưởng phú quý, cả đời không phải lo phiền, con cháu hiền hòa, hiếu thảo. Người cầm tinh con hổ sinh vào tháng 4 âm lịch, xem bói tử vi thì có phúc tướng, gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng yêu thương giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống. Bản mệnh trong công việc gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân tương trợ, thăng quan tiến chức trong tầm tay. Cả đời tiêu dao tự tại, chuyện gì cũng hanh thông, không phải lo phiền. 5. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang chủng,
Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này khá tốt, con người có phong độ, có uy nghiêm riêng, văn võ song toàn, can đảm hơn người, biết tiến biết lui, giỏi ăn nói, giỏi đối nhân xử thế. Bất cứ chuyện gì cũng đều lên kế hoạch rõ ràng, nhờ thế mà đạt được nhiều thành tựu, tay trắng lập nghiệp, thành công vang dội, phú quý đầy nhà, người người ngưỡng vọng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, người này không được hưởng phúc lộc tổ tiên để lại. Song bù lại có tinh thần tự lập cao, mọi chuyện đều dựa vào chính sức mình. Nhờ có tài năng hơn người, có ý chí và lòng can đảm, lại được quý nhân nâng đỡ, nên họ giành được nhiều thành công trong cuộc sống. Tính cách ngay thẳng cũng rất nghiêm khắc, đạt được quyền thế vững vàng. Tuy nhiên, người này tính khí có phần nóng nảy nên sẽ đắc tội với người, nên cải thiện điều này để tránh nảy sinh xung đột, mâu thuẫn nghiêm trọng. 6. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử trong năm, tiết trời khô hanh, làm gì cũng khó. Cũng chính nhờ thế mà hun đúc cho người tuổi Giáp Dần sinh tháng này ý chí hơn người, có dũng khí, có lòng quyết tâm, hiếm người sánh bằng. Có điều ý chí không thiếu mà tài lực lại có phần ít ỏi, nên mưu sự khó thành, hành sự nhiều khó khăn. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 6 này khá trắc trở, phải trải qua nhiều sóng gió, cũng khó bề làm nên cơ nghiệp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp, không khoanh tay trước chuyện bất bình, nếu có thể sẽ giúp đỡ đến cùng. Có ý chí, có quyết tâm, sau một đời nhiều lần thất vọng khi ước mơ khó lòng thực hiện. Bản thân tài lực không đủ, lại không may mắn có người quý nhân giúp đỡ. Con giáp này còn có thể gặp phải chuyện tăng tóc mất đi người phối ngẫu. 7. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết lập thu, xem vận mệnh của người tuổi Giáp Dần theo tháng sinh thì người này có tính cách mạnh mẽ, kiên định, gan dạ, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao. Dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn quyết tâm chinh phục và giành được những thành công đáng kể. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 7 âm lịch có ý chí không thể khuất phục, cũng có tài trí hơn người. Họ là người phóng khoáng nhiệt tình, năng giúp đỡ mọi người, vì chính nghĩa mà chẳng từ nan. Tuy nhiên tổ nghiệp phúc mỏng nên tiền vận gặp nhiều trắc trở. Từ trung vận trở đi dựa vào nghị lực bản thân và tài năng sẵn có mà tay trắng làm nên cơ nghiệp, được người người kính nể. 8. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, thời khắc đất trời huy hoàng nên người tuổi Giáp Dần sinh tháng này có tài năng xuất chúng, có tài nhìn xa trông rộng, đoán định tương lai, lại có tài văn chương cái thế, một tay nâng đỡ cả thiên hạ, được bao người ngưỡng vọng, trí tại bốn phương, hào sảng phóng khoáng, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý. Sinh vào tháng 8 âm lịch, người cầm tinh con hổ là chúa tể rừng xanh. Khi có thiên tư đính hổ, mưu sự siêu việt, tài văn chương xuất chúng, là có khả năng nhìn xa trông rộng nên nắm bắt được nhiều thời cơ hiếm có. Cả đời được trọng vọng, vang danh bốn bể, ý chí ngất trời. Song người này phúc lộc tổ tông, bạc nhược nên cả đời phải tự lực tự cường, dựa vào bản thân là chính. May sao có quý nhân tới giúp sức phần nào nên gặp hung hóa cát, vận trình Giáp Dần, hưng vượng, vạn sự đại cát, công thành danh toại. 9. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàn lộ, người sinh tháng này mãn phúc kinh luân, học cao hiểu rộng, chỉ hiềm sinh không gặp thời nên mưu sự khó thành. Chính vì thế mà họ chỉ cầu bình an, có phần an phận thủ thường chứ không mơ tưởng về đại nghiệp, thậm chí còn có ý từ bỏ cõi hồng trần, tu thân xóa bỏ tạp niệm. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng 9 âm lịch, xét theo tử vi 12 con giáp thì tài trí hơn người, thông minh linh hoạt, học hành giỏi giang, trí tuệ uyên bác. Chỉ có điều họ không đủ thực tế, chỉ biết học suông, chứ không áp dụng được kiến thức vào đời sống. Khả năng tự lập kém, khá dựa dẫm ỷ lại, chỉ mong đi theo người khác, chứ không muốn tự mình lập nghiệp. Thêm nữa, người này mắc phải chứng tự cao tự đại nên làm gì cũng khó khăn cản trở, không được quý nhân đoái thương. Có tài mà chẳng có nơi dùng võ, chỉ biết cảm thán thế sự không chiều lòng người. Nếu biết sửa đổi tính này, tự lập hơn, dám chịu khó chịu khổ thì có thể sẽ làm nên sự nghiệp. 10. Tử vi người tuổi Giáp Dần sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 tức tiết lập đông, vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này tuy vất vả nhưng không được như ý. Có tài năng, có trí tuệ, song sinh chẳng được gặp thời, phải tha hương cầu thực, bôn ba ngược xuôi, song lực mỏng, phải dựa vào người khác mới mong có thể lập nghiệp. Số kiếp người này phải xa nhà, xa người thân, chịu nhiều khó khăn vất vả, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả hưởng chẳng được bao nhiêu.
họ là người trọng nghĩa khí, tính khí cũng hiền hòa, nho nhã. Nếu có thể tìm được người hợp tác đáng tin cậy, thì vận trình có thể khởi sắc, sự nghiệp có điểm khởi phát. Nếu không thì vất vả cả đời, nhưng cũng không đạt được thành tựu gì đáng kể. 11. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tiết đại tuyết. Người tuổi Giáp Dần sinh tháng này vận mệnh cuộc đời chịu nhiều trắc trở, gặp phải nhiều chuyện không như ý, thậm chí có thể vướng phải tai họa bất ngờ như bệnh tật, tai nạn, họa lao tù, mưu sự khó thành, nhiều nỗi ưu sầu, vạn sự cẩn trọng là hơn. Người tuổi Giáp Dần sinh vào tháng 11 âm lịch, cuộc đời phải trải qua nhiều tai ách, lại không được quý nhân để mát nâng đỡ, ít nhiều, nên cả đời bôn ba ngược xuôi. Tuy nhiên, nếu cố gắng hết mình, thì dù không làm nên sự nghiệp gì vẻ vang to lớn, song cũng không phải quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Trong mệnh có điểm báo hiểm họa lao tù, nên con giáp này cần phải lưu ý cẩn trọng khi hành sự, chớ lơ là cảnh giác kẻo sẽ vướng phải tai họa từ trên trời rơi xuống. Người này cũng thích một mình, tính tình cổ quái nên các mối quan hệ xã giao không được tốt, sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng phần nào, khó giành được thành công. Mối quan hệ gia đình cực kỳ phức tạp, song nếu sinh vào giờ tốt thì vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh, giảm bớt tai ương. 12. Vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng Tạp, tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp trong năm rơi vào tiết Tiểu Hàn, xét vận mệnh người tuổi Giáp Dần sinh tháng này thì cuộc đời hung nhiều cát ít, cơm áo chẳng được đủ đầy, tâm trí nhiều đủ lo lắng. Ra đời bị tiểu nhân vây hãm, cần chú ý đề phòng kẻ xấu ném đá sau lưng, nên an phận thủ thường, cẩn trọng trong mọi chuyện để giữ an toàn cho bản thân, nếu không sẽ đi vào con đường khổ cực trăm bề. Người cầm tinh con hổ sinh tháng 12 âm lịch, cuộc đời nhiều sóng gió, ưu tư trăm mối, chẳng được hưởng cảnh thái bình, cả đời sống trong bóng tối, mờ nhạt chẳng mấy người biết đến, khó có được thành tựu nào đáng kể. Nên tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, năng kết giao bạn bè để vượng vận quý nhân. Nhờ quý nhân nâng đỡ, có thêm cơ hội thể hiện tài năng, may ra sẽ đạt được ước nguyện, có sự nghiệp thành công thăng tiến. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Giáp Dần sau 50 tuổi. Đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến. Ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết mọi người trên thế giới không theo đuổi gì ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ. Đa phần chúng ta đều rất coi trọng đồng tiền. Để đạt được danh vọng và tiền tài, nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả các phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Lời Phật dạy về danh lợi rất hay, muốn gửi bạn đọc. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình ép buộc cỡ nào cũng không lấy được. Đức Phật từng nói, thiện cao nhất như nước, nước tốt cho vạn vật mà không tranh. Nếu sự tốt đẹp của con người giống như nước thì tốt biết mấy, nước là điều tốt nhất trên thế giới, cung cấp chất dinh dưỡng cho vạn vật. Nước là vô tư, vô ngã, không sợ hãi, nó vì vạn vật, vì nhân loại mà lưu chuyển không phân biệt ngày đêm, giúp cho sinh mệnh khỏe mạnh, sinh trưởng. Bậc thánh nhân cũng như thế, họ không thích hơn thua tranh giành. Họ lương thiện làm vì người mà không vì mình, lợi người chứ không hại người. Con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi, nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được. Nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên. Chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trăm năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì hạnh phúc và may mắn mới đến. Làm người phải sống giống như nước, khéo lựa chọn chỗ khiêm nhường, nhiệt tình giúp đỡ, không kiêu ngạo, tự cao tự đại. Cuộc sống cứ thế mà vui vẻ, an nhiên, tự tại.